Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2024, tại thành phố Lạng Sơn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Lạng Sơn phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập tổ chức hội nghị xây dựng sản phẩm du lịch nông thôn huyện Đình Lập. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Lạng Sơn, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập, cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp nông thôn và các đại biểu là các doanh nghiệp lữ hành vừa tham gia chương trình khảo sát du lịch nông thôn tại Đình Lập. Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Lạng Sơn đã giới thiệu tiềm năng du lịch huyện Đình Lập với các sản phẩm du lịch nông nghiệp gắn với các thắng cảnh tại địa phương, gắn với vùng chè, các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng với tiềm năng du lịch còn rất lớn. Các thắng cảnh tại Đình Lập cũng rất đa dạng, từ các danh lam thắng cảnh thiên nhiên như đồi núi, hồ nước đến các di tích lịch sử và văn hóa. Điều này mang đến cho du khách nhiều lựa chọn tham quan và khám phá khi đến Đình Lập. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch tại Đình Lập vẫn còn nhiều hạn chế. Trong thời gian qua, thì tỉnh Lạng Sơn cũng đã tập trung đẩy mạnh du lịch nông nghiệp nông thôn dựa trên cơ sở phát huy những cái giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và cũng đã hình thành được một số những cái sản phẩm du lịch đặc sắc, chất lượng được nhiều du khách cả trong và ngoài nước biết đến. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng thấy rằng là sự phát triển của du lịch nông nghiệp, nông thôn thì cũng còn chưa được tương xứng với những cái tiềm năng lợi thế vốn có của tỉnh và cũng chưa có nhiều những cái sản phẩm du lịch đạt các cái tiêu chuẩn quốc tế. Hội nghị ngày hôm nay chúng tôi tổ chức thì với sự tham dự của rất là đông đảo các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch nông nghiệp nông thôn cũng như là các cơ quan truyền thông rồi các doanh nghiệp lữ hành, thì chúng tôi mong muốn được tham vấn ý kiến của các chuyên gia rồi để đề ra những cái giải pháp, những cái cách làm để khai thác và phát huy tốt hơn những cái tiềm năng lợi thế trong du lịch nông nghiệp của tỉnh, xây dựng được những cái sản phẩm du lịch thực sự chất lượng, độc đáo, thu hút được nhiều du khách. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các doanh nghiệp cho việc xây dựng các sản phẩm du lịch nông thôn tại Đình Lập gắn với cộng đồng, gắn với văn hóa bản địa. Du lịch nông nghiệp ở Đình Lập bao gồm các hoạt động như tham quan và trải nghiệm quy trình trồng và chế biến chè, tham quan các trang trại nông sản và tham gia vào các hoạt động nông nghiệp, cùng người dân địa phương kêu gọi các nhà đầu tư. Đình Lập cần tập trung vào các điểm đến cột mốc biên cương, con đường tuần tra biên giới về nơi thượng nguồn con sông chảy ngược kỳ cùng. Cần quy hoạch các điểm đến để xây dựng các mô hình du lịch. Đối với Đình Lập, cần lấy sản phẩm cây chè là cốt lõi cho du lịch nông nghiệp nông thôn, hướng tới mô hình du lịch sức khỏe. Ngoài ra, du lịch nông thôn tại Đình Lập cần tập trung vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc bản địa. Du khách có thể trải nghiệm cuộc sống hàng ngày, tham gia vào các lễ hội và thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương. Với Đình Lập là một cái địa phương có đầy tiềm năng vì còn tài nguyên tốt, sinh thái còn hoang sơ và môi trường thì còn rất là trong lành và là một cái nền tảng để chúng ta có thể phát triển nhiều cái dịch vụ phù hợp, phát triển kinh tế du lịch trong tương lai. Tuy nhiên rằng là mỗi một vùng đất thì đều gắn với cái văn hóa của cái cư dân nơi đó. Muốn phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn thì phải dựa vào cái bản sắc văn hóa của vùng đất đấy, phải lựa chọn những cái điểm đến cốt lõi. Theo tôi là phải có lựa chọn 5 cái yếu tố cốt lõi. Thứ nhất là điểm đến cốt lõi. Thứ hai là phải xác định được cái giá trị cốt lõi của điểm đến đó. Thứ ba nữa, từ cái giá trị cốt lõi ấy thì phải phát triển được dịch vụ cốt lõi của cái điểm đến đó. Và thứ tư đó là dịch vụ cốt lõi phải tạo ra sản phẩm cốt lõi. Sản phẩm cốt lõi ấy phải hướng đến cái thứ năm đó là thị trường cốt lõi, tức là phải hướng tới thị trường khách. Như vậy bắt đầu từ các điểm đến cốt lõi, chúng ta hướng tới các thị trường khách, phải trải qua một cái quá trình phát triển các dịch vụ phù hợp thì mới có thể khai thác được cái tiềm năng. Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập cần phải quyết liệt vào cuộc, có những cái chính sách cơ chế đặc thù để có thể là kêu gọi, mời gọi các nhà đầu tư, không phân biệt nhà đầu tư lớn hay nhà đầu tư nhỏ, chỉ cần thu hút được các nhà đầu tư đến và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của bên Đình Lập. Từ bước đầu là những cái mô hình làm du lịch cộng đồng, những homestay, những bungalow,
rồi xa hơn nữa là những cái khu nghỉ dưỡng cao cấp, rồi là du lịch là sân gốc, căn biệt sân gốc. Để có những cái cơ chế đặc thù này thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch với Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập cũng có những cái tham mưu cho lãnh đạo ủy ban cũng như là hội đồng nhân dân để có thể ban hành cái cơ chế chính sách nghị quyết riêng về phát triển du lịch nếu của cả tỉnh cũng như là của huyện Đình Lập. Về cái nhóm giải pháp thứ hai là cần phải thu hút được cái sự tham gia, sự đồng thuận của cộng đồng để mà cùng chung tay làm du lịch. Chỉ có cái sự tham gia của cộng đồng đấy thì mới có thể thúc đẩy được du lịch ở địa phương cũng như là mang lại ngược lại cái giá trị thu hưởng cho chính người dân ở địa phương. Các đơn vị lữ hành và truyền thông tham gia đoàn khảo sát đã đưa ra những ý kiến cần lan tỏa văn hóa, xây dựng mô hình truyền thông điểm đến cần sát với thực tế, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng điểm đến, xây dựng các sản phẩm du lịch nông thôn và chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hoạt động, liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy du lịch nông nghiệp Đình Lập. Các đại biểu đã chia sẻ về tiềm năng của điểm đến để xây dựng chương trình tuyến điểm du lịch tại Đình Lập với những mô hình du lịch nông nghiệp, trải nghiệm văn hóa điểm đến, du lịch sức khỏe. Kết thúc hội nghị xây dựng sản phẩm du lịch nông thôn, huyện Đình Lập đã tổ chức lễ ký kết hợp tác thúc đẩy xúc tiến thương mại nông nghiệp và quảng bá du lịch nông thôn giữa Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập. Ký kết hợp tác khai thác sản phẩm du lịch nông thôn giữa các doanh nghiệp lữ hành và chủ thể cung ứng dịch vụ du lịch nông thôn tại huyện Đình Lập.